Chào mừng quý vị và các bạn đến với Autobuy. Quý vị và các bạn hãy đăng ký, subscribe kênh để không bỏ lỡ những thông tin hữu ích về thị trường ô tô xe máy Việt Nam và ủng hộ chúng tôi sản xuất video mới. Thưa quý vị và các bạn, chiếc Honda Dream Loon được một chàng trai 9X Hà Nội độ cực chất với động cơ 110 phân khối cùng dàn áo vô cùng độc đáo. Mặc dù phong trào độ xe ngày càng phổ biến, nhưng không phải mẫu xe độ nào cũng có được sự thán phục từ người chiêm ngưỡng, đặc biệt là dân chơi xe. Tuy nhiên, chiếc Honda Astra Grand hay còn gọi là Dream Loon tại Việt Nam đã được một dân chơi Hà Thành độ lại với phong cách vô cùng độc đáo, vừa giữ được vóc dáng truyền thống mà lại không kém phần hiện đại, cá tính. Ngay từ cái nhìn ban đầu, ít ai có thể rời mắt được với bản Dream độ này, từ nước sơn cực hầm hố tới những món đồ chơi nhập ngoại đắt tiền. Trao đổi với chủ xe Đỗ Minh Tân, chàng trai 9X gốc Hà Nội cho biết. Cụ thể, toàn bộ dàn áo của bản Dream độ này được sơn 3D tem chùm cực kỳ độc đáo. Anh Tân chia sẻ, những người thợ độ đã dùng phun sơn kim vẽ lên thân xe một cách vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận giống như người thợ xăm lên cơ thể người. Phức tạp nhất là phần yếm xe vì làm bằng nhựa nên khó bám sơn. Để hoàn thành riêng phần sơn xe đã mất gần 2 tháng với chi phí hơn 10 triệu đồng chưa kể tiền công. Cùng với đó, rất nhiều bộ phận trên xe được làm lại như xe đồng độ phanh đĩa an toàn và hiện đại như nhiều mẫu xe số hiện nay, đĩa phanh và vành 5 chấu kép lấy từ Suzuki Rider. Lốp mang thương hiệu Michelin rất nổi tiếng của Pháp với độ an toàn và bám đường cao. Heo dầu Bapit Racing Boy giúp cải thiện hệ thống phanh hiệu quả hơn. Phục sau Red Leo đi vô cùng êm ái ngay cả những đoạn đường sóc, phục trước thay vỏ lên vỏ độ Racing Boy. Chưa dừng lại ở đó, mặt đồng hồ thường của chiếc Dream độ được thay bằng đồng hồ điện tử cô số hiện đại, có khả năng hiển thị báo xăng, vòng tua máy, giờ, công tơ mét và tốc độ. Cụm đèn hậu và xi nhan LED tám bóng được lấy từ Honda X5, phiên bản Dream bán tại thị trường Malaysia với ánh sáng vô cùng đẹp mắt. Ống xả được thay từ Future 125. Ben phanh Vision được hỗ trợ phanh đĩa sau. Đáng chú ý, cục máy 99 phân khối của chiếc Dream độ này được thay bằng cục máy Future 110 Thái Lan, mạnh mẽ và bốc hơn rất nhiều. Khắc phục hoàn toàn nhược điểm động cơ yếu của dòng xe Dream các đời cũ. Theo anh Tân, động cơ khá yếu là điều mà nhiều người đam mê Dream cảm thấy chưa thực sự hài lòng. Bởi vậy, anh đã độ chiếc Dream Loon của mình lên 110 phân khối như các mẫu xe số hiện nay để đảm bảo được cả thiết kế đẹp mắt cùng động cơ mạnh mẽ. Ngoài ra, anh Tân còn chia sẻ thêm, anh đã mất hơn 5 tháng để hoàn thành bản Honda Dream độ này và sẽ tiếp tục tìm tòi để bản độ được hoàn hảo hơn.
Thưa quý vị và các bạn, video của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.